Huyết áp ở bệnh nhân đột quỵ cấp, chúng ta biết rằng là đột quỵ cấp là cái nguyên nhân mà gây ra tử vong đứng hàng đầu, là một trong những nguyên hàng đầu trong nhóm tim mạch, và nó là nguyên nhân gây tàn tật phổ biến nhất ở thế giới nói chung, cũng như đặc biệt là các nước phương Tây, nhưng mà chúng ta cũng không kém phần. Và tăng huyết áp là một yếu tố nguy cơ ban đầu, được xem là một yếu tố nguy cơ hàng đầu gây ra kể cả nhồi máu não và xuất huyết não. Và trong đột quỵ cấp thì 75% các bệnh nhân có huyết áp cao và 50% trong số đó là có tiền sử tăng huyết áp. Vậy chúng ta thấy là câu chuyện về tăng huyết áp ở những bệnh nhân đột quỵ là một câu chuyện rất quan trọng. Một mặt nó là yếu tố nguy cơ, mặt khác nó là biểu hiện. Về cái cơ chế tự điều hòa của não ấy, thì khi mà não bình thường ấy, thì nó có thể đảm bảo được cái duy trì lưu lượng máu não, và có thể huyết áp có thể tăng, huyết áp có thể giảm khác nhau trong điều kiện bình thường. Thì cái áp lực tới máu não thì đều có thể dao động từ 50 đến 150 mmHg thủy ngân. Tuy nhiên là khi mà bị đột quỵ thì cái cơ chế điều hòa này nó bị rối loạn và nó sẽ ảnh hưởng đến áp lực tới máu não cũng như là huyết áp trung bình. Và huyết áp giảm nhiều, huyết áp hệ thống giảm nhiều thì có thể giảm cái áp lực tới mỡ não và dẫn đến nhồi máu não kéo dài hoặc là thiếu máu não quanh khối máu tụ. Vì vậy mà chúng ta thấy rằng là cái câu chuyện ở những bệnh nhân đột quỵ không chỉ nhồi máu mà có thể là xuất huyết, cũng có thể dẫn đến cái chuyện là nhồi máu, hậu quả sau cái giai đoạn này do giảm cái áp lực tới máu não. Bên cạnh đó thì huyết áp cao ở những cái bệnh nhân đã xuất huyết não thì cũng có sẽ làm cho cái nguy cơ lan rộng thể tích chảy máu hoặc là xuất huyết chảy máu chuyển dạng ở những bệnh nhân đang bị đột quỵ thiếu máu não. Bên cạnh đó là nó gây ra phù não ở những trường hợp nhồi máu não và xuất huyết não. Vì tôi có hôm nay cái bài này thì có 10 câu hỏi. Thì những câu hỏi này là những câu hỏi rất thường gặp liên quan đến vấn đề tăng huyết áp ở những bệnh nhân đột quỵ, nhồi máu hoặc là xuất huyết. Câu hỏi thứ nhất là có cần kiểm soát huyết áp ở bệnh nhân đột quỵ trước lúc vào viện hay không? Thì câu hỏi này thì chúng ta vẫn thường thấy rằng rất nhiều các bác sĩ gia đình theo cái kiến thức kiểu ngày xưa, hoặc là nhiều bác sĩ mà chúng tôi cũng được biết, thì đã ra khi mà thấy một bệnh nhân bị đột quỵ não ở nhà chưa biết là xuất huyết hay là nhồi máu, thì đo thấy huyết áp cao là cho thuốc nhỏ dưới lưỡi hoặc là một làm bằng một động tác nào đó để giảm huyết áp bằng được xuống cái mức độ huyết áp bình thường hoặc là dưới mức bình thường, thì điều đó có tốt hay không. Thì chúng ta hãy xem cái một cái các nghiên cứu, và ở đây chúng ta đây là những nghiên cứu rất là lớn, có chất lượng và đưa vào khuyến cáo. Thì đây là một cái sơ đồ gọi là chúng ta đánh giá như thế này. Thì có hai cái nghiên cứu lớn được đưa vào đây. Đó là nghiên cứu Rice năm 2013 và nghiên cứu Rice 2 năm 2019. Là so sánh xem là những trường hợp sau khi đột quỵ trước khi đến viện có những trường hợp được kiểm soát huyết áp, có những trường hợp thì không cần, cứ để kệ nó như vậy, thì như thấy như thế nào. Thì chúng ta thấy rằng cái nhóm bệnh nhân mà dùng thuốc huyết áp để kiểm soát huyết áp thì đã thấy những cái gọi là khi so sánh về cái đây là cái tỷ lệ tử vong của những bệnh nhân mà sau theo dõi 3 tháng đến 6 tháng đấy, thì đã thấy rằng ở nhóm bệnh nhân là dùng thuốc huyết áp thì có trong một nghiên cứu RAI 2013 chúng ta thấy là con số 4 4 trên tổng số ca, có trên tổng số ca là 25. Còn ở nhóm mà để kệ không làm gì cả, không hạ huyết áp, chúng ta thấy là 6. Thì chúng ta thấy rằng có một sự giảm một chút, tuy nhiên chúng ta thấy rằng cái sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê. Ở đây chúng ta là thấy là OR là 0,32 và đây nó nằm chứa cả một. Tương tự như thế năm 2019 thì cái nghiên cứu Right 2 thì chúng ta người ta làm với cỡ mẫu lớn hơn và người ta hy vọng rằng là cái sự khác biệt nó sẽ rõ ràng hơn. Tuy nhiên với cỡ mẫu lớn như thế này thì sự khác biệt cũng không có ý nghĩa thống kê. Và đây là đánh giá tiêu chí tử vong sau 3 tháng, thì chúng ta thấy rằng anh được cho thuốc huyết áp hay không điều chỉnh huyết áp ở những bệnh nhân đột quỵ tại nhà trước khi đến viện thì cũng không làm ảnh hưởng đến tỷ lệ tử vong. Tương tự như vậy, với đánh giá một tiêu chí gọi là di chứng ở đây người ta đồng dùng thang điểm Modified Rankin từ 0 đến 2, có nghĩa là cái di chứng khá là ít sau 3 tháng thì bệnh nhân là không bị liệt rõ ràng hoặc là bệnh nhân có thể sống độc lập được. Thì người ta đánh giá ở đây thì cũng cho thấy rằng nếu chúng ta nhìn thấy cái OR hai nghiên cứu này sau theo dõi 3 tháng về
tỷ lệ di chứng nặng hay là di chứng nhẹ ở đây hồi phục tốt hơn ấy, thì chúng ta thấy rằng sự khác biệt cũng không có ý nghĩa thống kê. Như vậy là trước khi bệnh nhân đến viện, trước khi đến viện thì người ta có khuyến cáo rằng là không nên hạ huyết áp một cách thường quy, không nên hạ huyết áp một cách thường quy ở những bệnh nhân bị đột quỵ trước khi đến được bệnh viện. Đó, như vậy là cái khuyến cáo của hội đột quỵ châu Âu là khuyến cáo chúng ta là khi trước khi bệnh nhân đến viện không nên cho một thuốc gì cả. Và cái này thì cộng đồng nếu mà xem được thì cũng lưu ý rằng nếu có các ông, các bà, các cụ nhà mình bị đột quỵ thì tốt nhất ở nhà không nên dùng thuốc hạ huyết áp. Nếu huyết áp có cao thì đó là một cơ chế để bảo vệ, chúng ta cũng không nên làm cái gì cả. Điều tốt nhất đó là nằm tư thế nằm nghiêng an toàn, gọi 115 đưa vào bệnh viện gần nhất. Câu hỏi thứ hai là có cần kiểm soát huyết áp ở bệnh nhân đột quỵ mà không được tái tưới máu não hay không? Chúng ta thấy rằng chắc là 10-20%, có thể đến được 30% các trường hợp đột quỵ tại những trung tâm đột quỵ lớn thì được tái tưới máu não. Thì khi mà đến rất là sớm, có thể bằng tiêu sữa huyết hoặc là có thể bằng lấy huyết khối qua catheter. Chúng ta thấy rằng là còn lại vẫn là đa số trường hợp đột quỵ mà không được dùng các biện pháp tái tưới máu. Thì người ta cũng đánh giá rằng cái việc kiểm soát huyết áp của bệnh nhân này thật chặt hoặc là để tự nhiên thì như thế nào, thì cũng xét về hai tiêu chí. Thứ nhất là tử vong sau 36 tháng, thì chúng ta thấy rằng rất nhiều hơn 10 cái nghiên cứu chất lượng cao được gộp vào đây trong một cái phân tích gộp, thì chúng ta thấy rằng là cái cuối cùng thì thấy cái OR giữa hai phía này gần như là đứng ở giữa, một bên là dùng thuốc hạ áp, một bên là nhóm chứng, tức là không làm cái gì cả, kệ. Thì chúng ta thấy rằng sự khác biệt cũng không có ý nghĩa thống kê giữa hai nhóm về tiêu chí là tử vong sau 3-6 tháng. Cái thứ hai là về tiêu chí tàn tật, thì người ta cũng thấy rằng là việc anh dùng thuốc huyết áp kiểm soát tốt và để hay là không dùng thì nó cũng không làm thay đổi được cái tiên lượng về di chứng của một bệnh nhân, di chứng về thần kinh của bệnh nhân sau 3-6 tháng. Như vậy là chúng ta thấy rằng ở những bệnh nhân đột quỵ mà không được dùng thuốc, các thuốc tiêu sữa huyết hoặc lấy huyết khối thì cũng không cho thấy có sự khác biệt về các tiêu chí như chúng ta đã đánh giá sau 3-6 tháng theo dõi. Vì vậy mà Hội đột quỵ châu Âu cũng đã đưa ra khuyến cáo rằng là ở những cái bệnh nhân bị đột quỵ nhập viện do thiếu máu não mà không được điều trị tiêu sữa huyết hoặc lấy huyết khối ấy, thì chúng ta nên lưu giữ cái huyết áp ở dưới 220/110 mmHg thủy ngân mà trong vòng 24 giờ không cần dùng cái thuốc gì. Nếu mà nó đang rơi vào cái huyết áp khoảng 220/110 mmHg thủy ngân thì chúng ta nên giữ như vậy để trong vòng 24 giờ. Chẳng hạn là 180/190, thậm chí là đây là 209 chẳng hạn. Trên 109 chẳng hạn thì chúng ta cũng không nên làm gì cả. Chúng ta để như thế trong vòng 24 giờ. Đó. Thế câu hỏi thứ ba là ở bệnh nhân đột quỵ do thiếu máu cục bộ cấp và được điều trị thuốc tiêu huyết khối hoặc lấy huyết khối cơ học thì hạ huyết áp bằng bất kỳ loại thuốc nào so với đối chứng thì có cải thiện được kết cục hay không? Thì chúng ta xem một cái nghiên cứu rất là nổi tiếng năm 2019, gọi là nghiên cứu Enchanted. Cái nghiên cứu ở đây là đánh giá thêm những cái tiêu chí về ở những cái bệnh nhân tiêu sữa huyết do đột quỵ máu não cấp thì được kiểm soát chặt về huyết áp ở dưới 140 mmHg thủy ngân so với lại con số huyết áp là để mức phía trên là dưới 185/110 mmHg thủy ngân thế nào, thì người ta thấy là không có thấy có cái lợi ích nào vượt trội ở những bệnh nhân kiểm soát chặt huyết áp dưới 140 so với những trường hợp mà chúng ta cứ để huyết áp dưới 180. Và đây là cái nghiên cứu mà chúng ta thấy ở đây là người ta cũng phân thành hai nhóm, nhóm là anh kiểm soát rất là chặt huyết áp tối đa dưới 180 và nhóm là huyết áp là rất là chặt, huyết áp kiểm soát ở 130/140 mmHg thủy ngân, và cái nhóm là để huyết áp dưới 180 mmHg thủy ngân theo dõi các ngày 1, 3, 7, 28 và 90. Các bệnh nhân này cũng được dùng thuốc tiêu sữa huyết, có thể là liều 0,6 hoặc là liều 0,9. Thì chúng ta thấy là cái huyết áp mà ở cái nhóm được kiểm soát chặt là cái đường màu xanh này, còn nhóm nhóm chứng là để huyết áp kiểm soát dưới 180 là cái đường màu đứt đoạn ở phía trên. Và người ta thấy rằng sau 90 ngày, tức là sau 3 tháng, người ta đánh giá được cái tiêu chí ở đây đó chính điểm Modified Rankin. Chúng ta thấy điểm cái chỗ vùng trắng trắng này là 0 điểm, hơi đây chút là 1 điểm, mà 2 điểm, 3 điểm, 4 điểm, 5 điểm, 6 điểm.
càng điểm càng vùng đậm này, điểm càng cao môi phái đăng kinh càng cao, có nghĩa là tình trạng liệt càng nặng, tình trạng phụ thuộc, sống phụ thuộc càng cao. Thì chúng ta thấy rằng là gần như ở cái nhóm 01, 2, hai các nhóm đều có sự song hành với nhau, không có thể sự khác biệt giữa hai nhóm. Một nhóm được kiểm soát huyết áp rất là chặt và một nhóm thì để huyết áp dưới 180. Và đây thì chúng ta nhìn thấy là cái sự khác biệt cũng không có ý nghĩa thống kê giữa hai cái nhóm, mà chúng ta có thể thấy ở đây OR 1,22 chứa cả 1. Đây là OR bằng 1, chúng ta thấy như vậy. Và khuyến cáo cuối cùng được đưa ra là gì? Ở những cái bệnh nhân mà bị đột quỵ nhồi máu não cấp mà được điều trị bằng thuốc tiêu sinh huyết, có hay không kèm theo lấy huyết khối qua catheter tĩnh mạch, ga động mạch, thì khuyến cáo là nên giữ huyết áp, giữ huyết áp dưới 185/110 trước khi chúng ta dùng thuốc tiêu sinh huyết, và dưới 180/105 mmHg thủy ngân sau khi chúng ta tiêu sinh huyết, bolus tiêu sinh huyết, và giữ như vậy trong vòng 24 giờ sau khi chúng ta truyền anteplas. Và không có khuyến cáo một thuốc huyết áp nào là được khuyến cáo rõ ràng trong những nhóm này. Và cái khuyến cáo thứ hai là ở những bệnh nhân đột quỵ như trên được tiêu sinh huyết và có kèm theo hay không lấy huyết khối qua catheter, thì không khuyến cáo là kiểm soát huyết áp ở 130/140 mà nên giữ huyết áp dưới 180 sau 72 giờ sau 72 giờ sau khi đột quỵ. Như vậy là chúng ta thấy rằng cái vùng màu đỏ này tôi nhấn mạnh như vậy. Trong 24 giờ thì chúng ta để huyết áp dưới 185/110 và trong 72 giờ đầu tiên thì chúng ta để huyết áp dưới 180 trong 72 giờ, đúng như tôi nói. Câu hỏi thứ tư là kiểm soát huyết áp ở bệnh nhân nhồi máu não mạch lớn thế nào, ví dụ như là mạch cảnh. Thì chúng ta thấy đây là các nghiên cứu, có 4 cái nghiên cứu là Best, Detect, Enchanted và BP Taxet. Thì chúng ta thấy ở đây ạ, thì một nhóm ấy là để cái huyết áp dao động khoảng từ 120/130/140 đây. Còn cái nhóm mà tiêu chuẩn, cái nhóm mà nhóm chứng ấy, người ta để huyết áp cao hơn. Từ có nhóm thì để 160/180, nhóm thì 140/180, nhóm thì để 150/185. Thì các kết quả cũng cho thấy rằng giữa cái kiểm soát huyết áp chặt hay là để huyết áp trên thì chúng ta cũng thấy rằng sự khác biệt cũng không có ý thống kê giữa các nhóm nếu chúng ta nhìn thấy ở đây về các tiêu chí như vậy. Và khuyến cáo cũng đã đưa ra rằng là trong vòng 24 giờ những trường hợp mà tắc mạch não lớn ấy, thì chúng ta giữ cái huyết áp là dưới 180/105 và không nên hạ huyết áp dưới 130 mmHg thủy ngân sau khi can thiệp 24 giờ đầu. Trong 24 giờ đầu không nên giữ huyết áp thấp quá dưới 130, và tối kỵ là cần phải tránh hiện tượng tụt huyết áp, cần phải tránh hiện tượng tụt huyết áp. Ở đây chúng ta thấy là cái khuyến cáo này là rất là mạnh ở mức 3 đấy, strong. Câu hỏi thứ 5 là nhồi máu não không được tái tưới máu não thì xong, nhưng mà lâm sàng này tồi đi. Tồi đi ở đây nói là huyết áp thì tụt đi, rồi tình trạng xấu đi, Glasgow xấu đi, thì anh ta làm thế nào? Thì chúng ta thấy vẫn thường nói rằng là trong những trường mà tụt huyết áp như vậy, lại sợ huyết áp thấp quá, áp lực tưới máu não thấp, chúng ta lại dùng thuốc nâng huyết áp lên thì sao? Thì trong cái nghiên cứu này người ta thấy rằng là sao? Thì sau theo dõi 3 tháng ở những cái trường hợp mà phải dùng thuốc nâng huyết áp và cái nhóm kia để kệ như vậy, thì người ta cũng thấy rằng là sự khác biệt cũng không có ý nghĩa thống kê về tiêu chí tử vong cũng như là những cái tiêu chí về về di chứng. Và trong trường hợp này cũng đã đưa ra khuyến cáo rằng là không cần dùng thuốc để nâng huyết áp cho những trường hợp mà chúng ta đang cố gắng nhưng mà tình trạng thần kinh và nó cũng xấu đi, kể cả huyết áp cũng tụt đi, hay là tình trạng mà ý thức cũng giảm đi. Câu hỏi thứ 6, việc tạm dừng hay là tiếp tục dùng thuốc huyết áp đang dùng ở bệnh nhân đột quỵ nhồi máu não như thế nào? Có nghĩa là bệnh nhân đang dùng thuốc huyết áp một cách thường quy hàng ngày, nhưng bây giờ bệnh nhân bị đột quỵ thì chúng ta làm như thế nào? Thì chúng ta thấy rằng nếu xét về hai nhóm, một nhóm là chúng ta tiếp tục dùng thuốc huyết áp cho bệnh nhân sau giai đoạn cấp, và nhóm khác thì để kệ, không dùng nữa, dừng tất cả loại thuốc huyết áp, thì cũng xét về cái tiêu chí tử vong sau 3 đến 6 tháng thì chúng ta thấy rằng dường như là ở cái nhóm mà chúng ta dừng thuốc huyết áp lại, không dùng nữa,
huyết áp sau giai đoạn cấp thì không dùng gì nữa, thì có vẻ là cái những cái biến cố nó giảm đi so với cái nhóm mà chúng ta tiếp tục dùng thuốc huyết áp cho bệnh nhân. Tuy nhiên là xét một cách chung chung nhất thì thấy cái sự khác biệt này nó cũng không có ý nghĩa thống kê. Như vậy là có dùng hay không, không dùng cũng không ảnh hưởng lắm đến cái tiêu chí tử vong sau 36 tháng. Cũng như vậy, cái tiêu chí và đánh giá cái độ mức độ di chứng của thần kinh thì cũng sau 36 tháng thì người ta cũng cho cái kết quả là nó sự khác biệt cũng không có ý nghĩa thống kê giữa hai cái nhóm tiếp tục dùng thuốc huyết áp lâu nay vẫn đang dùng hay là thôi không dùng gì nữa. Và khuyến cáo là bây giờ cũng không rõ ràng về lợi ích của việc tiếp tục dùng thuốc huyết áp hoặc là tạm thời dừng. Đấy, như vậy là cũng có nhiều bệnh nhân là chúng ta thấy là sau đột quỵ xong, trong những ngày đầu, thậm chí là trong thời gian nằm viện cũng không nhất thiết phải dùng thuốc huyết áp làm gì. Đó. Câu hỏi thứ 7 là ở những bệnh nhân bị xuất huyết nội sọ cấp, lúc nãy chúng ta nói về nhồi máu thì bây giờ chúng ta nói về xuất huyết, thì hạ huyết áp tích cực bằng bất kỳ loại thuốc nào so với nhóm chứng thì có cải thiện được kết quả hay không? Thì với cái tiêu chí là đánh giá tỷ lệ tử vong sau 36 tháng thì chúng ta thấy ở đây rằng cũng hơn 10 cái nghiên cứu khác nhau, thì đánh giá chung qua phân tích gộp này chúng ta cũng thấy nhìn ra một điều rằng là cái ở những bệnh nhân xuất huyết não chúng ta kiểm soát huyết áp thật tốt hay là để cho huyết áp cao một cách tự do, thì ở đây chúng ta thấy rằng là sự khác biệt về tiêu chí tử vong sau 36 tháng cũng không có sự khác biệt giữa hai cái nhóm. Và ở những bệnh nhân ở đây giờ chúng ta cũng thấy rằng nếu mà cái tiêu chí gọi là cái tiêu chí đánh giá khác một chút là chúng ta thấy rằng ở trong nhóm xuất huyết não người ta không phân lành thành 24 giờ, 72 giờ hay là mà người ta còn phân một cái nhóm thấp hơn, đó là trong vòng 6 giờ. Trong vòng 6 giờ thì người ta thấy như thế nào? Thì nếu mà trong vòng 6 giờ, nếu chúng ta thấy ở đây ở những trường hợp mà xuất huyết não về để đánh giá cái mức độ lan rộng của cái khối máu tụ trong vòng 6 giờ thì chúng ta so sánh hai nhóm, một nhóm được kiểm soát huyết áp chặt trong vòng 6 giờ và nhóm thì không kiểm soát huyết áp, thì ở nhóm này người ta thấy ở đây trong cái nhóm trong cái nghiên cứu này và chúng tôi đang chỉ trên con trỏ đây thì chúng ta thấy rằng sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với OR ở đây là 0,81, là chạy từ 0,67 cho đến 0,99. Như vậy là người ta thấy rằng là ở cái nhóm xuất huyết não thì nếu mà kiểm soát được trong vòng 6 giờ đầu kiểm soát tốt thì các nghiên cứu cũng cho thấy rằng đây chúng ta thấy có nghiên cứu thứ hai này cho thì nhìn thấy rất là rõ, và các nghiên cứu khác thì có xu hướng là hướng về cái việc là nó có ý nghĩa thống kê ở một vài cái nghiên cứu chứ cũng không phải tất cả các nghiên cứu. Và đây là đây trong vòng 6 giờ đây, như tôi đã nói rằng kiểm soát thể tích khối máu tụ trong vòng 6 giờ đến so với 24 giờ thế nào, thì đây chúng ta thấy rằng là cái nhóm mà kiểm soát trong vòng 6 giờ đầu thì chúng ta thấy là dường như là nó có ý nghĩa trong một số nghiên cứu thứ nhất ATTACK 2, nghiên cứu INTERACT năm 2008, chúng ta thấy có xu hướng nó nghiêng về cái việc là trong 6 giờ đầu chúng ta kiểm soát huyết áp chặt thì có vẻ cái thể tích khối máu tụ nó không gia tăng. Và người ta đã đưa ra khuyến cáo rằng là để kiểm soát thể tích khối máu tụ thì liên quan đến cái việc kiểm soát huyết áp thế nào, thì nếu mà chúng ta kiểm soát trong vòng 24 giờ thì cũng không thấy có lợi ích, nhưng trong vòng 6 giờ đầu nếu chúng ta kiểm soát huyết áp tối đa dưới 140 mmHg và trên 110 mmHg thì có thể nó giảm được cái thể tích khối máu tụ lan rộng. Đây là trong vòng 6 giờ đầu. Đó. Câu hỏi số 8, ở những bệnh nhân bị xuất huyết nội sọ cấp tiếp tục dùng thuốc hạ áp hay là tạm dừng? Thì ở đây cũng tương tự như cái nhóm trên, xét về tiêu chí tử vong thì người ta thấy rằng sự khác biệt cũng không có nghĩa thống kê giữa một cái nhóm gọi là tiếp tục dùng thuốc huyết áp hoặc là một nhóm thì dừng lại không dùng gì cả. Và về tiêu chí cải thiện di chứng thì cũng như vậy, và việc tiếp tục dùng thuốc huyết áp hay là stop không dừng nữa thì cũng không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê. Và người ta cũng đưa ra cái khuyến cáo rằng ở những cái bệnh nhân xuất huyết não cấp tính và những người cần điều trị hạ huyết áp để duy trì huyết áp trong phạm vi khuyến cáo, và những người không có vấn đề về nên dùng ở những người bệnh nhân không có vấn đề về nuốt thì tiếp tục sử dụng. Và ở đây là các chuyên gia bình chọn là 10 người trên 10 người nhất đồng ý là cái việc là nếu không có rối loạn nuốt thì chúng ta có thể cho bệnh nhân thuốc uống. Còn ở những bệnh nhân mà xuất huyết nội sọ cấp tính và phải điều trị thuốc hạ áp để duy trì huyết áp trong phạm vi khuyến cáo
nhưng mà người đó có bị khó nuốt hoặc là rối loạn ý thức thì tạm thời là ngừng điều trị tăng huyết áp đường uống và sử dụng hạ huyết áp đường tĩnh mạch cho đến khi phục hồi chức năng nuốt, và hoặc là có thể lúc đó đã đặt được sông dạ dày hoặc là mở thông được dạ dày. Và tóm lại cái bài báo cáo của tôi hôm nay thì chúng ta cũng thấy rằng chúng ta đang hoang mang thì trở nên cũng hoang mang hơn vì nhồi máu não và sốt huyết não. Cho nên tóm lại là có kiểm soát huyết áp như thế nào thì nó được tóm lại như sau. Và cho đến 30 năm nay người ta vẫn tranh cãi như này là nên hạ huyết áp tích cực hay là để huyết áp cao. Thì năm nay là năm 2021, Hội đột quỵ châu Âu cũng đưa ra khuyến cáo mà chúng ta thấy rằng nó có thể sáng tỏ hơn một số điểm. Một số điểm chúng ta phải lựa chọn trong một số đối tượng là và dựa vào đó là đột quỵ nhồi máu não có được tái tưới máu hay không, đó là sốt huyết hay là sốt huyết não, kể cả sốt huyết di nhện thì thời gian xuất hiện như thế nào, và chúng ta có thể dựa vào đó để điều chỉnh huyết áp. Và cụ thể là một số cái điểm mà tôi nhấn mạnh ở đây, đối với đột quỵ nhồi máu não có tái tưới máu thì chúng ta trong 24 giờ đầu thì duy trì huyết áp 150/110 mmHg thủy ngân, và trong 72 giờ đầu thì chúng ta duy trì dưới 180 mmHg thủy ngân. Chúng ta thấy trong 3 ngày đầu chúng ta thấy là để huyết áp dưới 180. Ok, đây để chúng ta nhìn thấy là như vậy. Đột quỵ nhồi máu não mà không có tái tưới máu, không được tái tưới máu vì không chống, vì không có chỉ định hay là nó quá giờ vàng ví dụ như vậy, hoặc là không có chỉ không có phải tổn thương mạch lớn nên là không có chỉ định là huyết khối. Thế thì duy trì huyết áp dưới 220/110 mmHg thủy ngân mà không cần hạ huyết áp thường quy trong vòng 24 giờ, trừ cái trường hợp mà bệnh nhân kèm thêm những cái điều kiện khác, phù phổi, suy tim, vân vân, suy thận và vân vân. Lúc đó thì chúng ta có thể xem xét dùng, nhưng trong trường hợp mà chỉ đột quỵ nhồi máu não thuần túy thì chúng ta nên để huyết áp dưới 120/110 trong vòng 24 giờ. Và đối với sốt huyết não để kiểm soát thể tích khối máu tụ thì trong 24 giờ thì chúng ta cũng không thấy rõ ràng cái việc mà chúng ta dùng huyết áp gì, tức là đã qua 6 giờ rồi thì việc để huyết áp như thế hay không thì cũng không quá quan trọng, nó không làm thay đổi cái thể tích thối bao tụ. Nhưng mà trong vòng 6 giờ đầu thì chúng ta nên giữ huyết áp dưới 140 và trên 110 mmHg thủy ngân để giảm cái nguy cơ gia tăng cái khối máu tụ.